ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế là sao? À! Dù ngày mai bao giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi. 12 seconds later. Thứ ba là có bao giờ đi chợ trả giá chưa? Thường xuyên. 12 seconds later. Ở nhà có hay bán iPhone không? Rất hay. Twelve seconds later. Có bao giờ thất tình chưa? Nhiều lắm. Seconds later. Đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con. Seconds later. Đã bao giờ nhuộm tóc chưa? Tóc đẹp không? Một lần nữa này. Tóc đẹp không? Giữ nha, giữ tóc rồi nha. Có hình xăm không? Thôi anh không chơi đâu. Đừng đứt cho anh, đứt cho anh. Và cuối cùng là mình đã từng bao giờ đi nhậu với startup do mình đầu tư chưa? Seconds later. Chương trình Shark Tank mùa 4, 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Trên VTV3, các bạn nhớ nhé, VTV3.